Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một chút với các bạn về câu chuyện tiền nong nha các bạn. Kênh YouTube này của mình thì ban đầu lập ra chủ đề chính là chia sẻ về cái việc tiết kiệm tiền. Thực sự bây giờ thì để mà nói là chia sẻ thì cũng không có nhiều gì để chia sẻ cả. Thôi thì mình sẽ kể về cái việc cuộc sống hiện tại của mình nhé. Thì hiện tại ấy, mình bắt đầu chi tiêu cho một số việc liên quan đến nhà cửa. Cũng chẳng có nhiều nhặt gì đâu. Mình đã tốn chi phí nhiều nhất hiện tại là cho cái điều hòa. Đây là hết 10.400.000 lắp cái điều hòa các bạn ạ. Thì mình từ xưa đến giờ ở trọ hoặc là ở nhà chưa bao giờ có điều hòa cả. À, cái việc mình sống không có điều hòa thì bao nhiêu năm cũng quen rồi. Năm nay thì quyết định lắp. Tại vì chi phí so với thu nhập của mình thì nó cũng không quá là gì là kinh khủng cả, cho nên là mình quyết định mình lắp. Nhưng mà lắp điều hòa thì nó lại phát sinh ra thêm một số cái vấn đề. Đó là mình sẽ phải lắp thêm cửa này, xây bịt hết các lỗ ở trong phòng lại này, rồi quét vôi ve lại cái tường cho nó đỡ nham nhở các bạn ạ. Thì nhà mình đã xây được tới nay là được 22 năm rồi các bạn ạ. 22 năm thì cái lớp vôi ve nó đã bị hỏng rất là nhiều. Nó bị mốc, rồi nó bị bẩn, nó bị thấm. Nói chung là nó xuống cấp rất là nhiều rồi. Trung bình người ta sẽ phải quét lại vôi ve của căn nhà sau vài năm là phải quét rồi. Nhưng mà nhà mình thì tới nay đã 20 mấy năm rồi các bạn, chưa có quét lần nào. Và hôm nọ liên hệ một ông thợ thì ông ấy báo giá là tận 5 triệu. Thế là mình thấy cao quá. Cao quá. Và ông anh rể mình liên hệ hộ cái ông thợ đấy thì ông báo tận 5 triệu rồi các bạn ạ. Mà cái nhà của mình thì cũng chẳng phải là to gì lắm, nhưng mà sao đắt thế nhỉ. Thế là ông anh rể mình mới quyết định là hôm nào rảnh thì mấy anh em tự mua vôi ve về tự quét cho nó tiết kiệm. Mình thấy hợp lý và mình cũng muốn tự quét căn nhà của mình để quay video chia sẻ với các bạn. Thì hôm qua thế là mẹ mình lại cứ lau chau đi hỏi người này người kia, rồi bắt đầu bảo là mình đưa tiền cho mẹ mình để mà thuê thợ khác làm. Mình rất là bực mình, bởi vì bây giờ mình đã chịu rất nhiều áp lực rồi các bạn ạ. Hiện tại thì các bạn biết được rằng thu nhập của mình chỉ có hơn 10 triệu thôi, mà mình phải vừa nuôi ô tô là hết tầm 3 triệu một tháng rồi. Tiền thuốc cho bố mình là cũng hơn 3 triệu một tháng nữa. Đấy, rồi tiền điện, tiền mạng cũng 500-600 nghìn. Đấy, nói chung là một tháng mình hết về tầm 7 triệu rồi. Mình còn dư được bao nhiêu đâu các bạn. Còn chi phí đi chơi đi bời, bây giờ hẹn hò yêu đương thì cũng phải hết vài triệu nữa đúng không? Thành ra là mình bây giờ làm gì còn tiền đâu. Bây giờ đi làm cả tháng gần như không có để ra được mấy. So với ngày xưa ấy, các bạn ạ. Cái thời mình chưa mua ô tô này, mình bố mình chưa bị bệnh này, mình một tháng mình chỉ tiêu hết tầm 3 triệu thôi. Đấy, và mình để ra được đến tận hàng chục triệu. Còn bây giờ thì mình tiêu hết đến gần 10 triệu một tháng, để ra được vài triệu, mà cái gì cũng đến tay của mình.
thì bảo các bạn bảo như thế có áp lực hay không. Mẹ mình nói nghe đơn giản, bảo đưa cho mẹ mấy triệu để mình rất là bực mình. Mình không giữ được bình tĩnh nữa. Tiền đã không có, nhưng mà cứ đòi thuê thợ cơ. Mà quét cái vôi ve của cái nhà thì nó không có gì là khó à các bạn ạ. Quét để cho nó gọi là chống cháy thôi, chứ còn quét vôi ve nó cũng 3 ngày là nó cũng lại mốc, nó lại bẩn thôi mà. Quét gọi là cho nó đỡ, cái nhà nó đỡ xấu, đỡ bẩn thôi. Không quan trọng để mà phải dốc cái số tiền vài triệu, 5 triệu đó ra cả. Rồi thì có một số góp ý là các nhà khác họ làm trần này, vì nhà mình là nhà máy ngói mà. Đấy, nhà khác làm trần này rồi ốp tường các thứ này. Đấy, hết mấy chục triệu trông nó đẹp. Đấy, như là thím của mình bảo như thế là trông nó đẹp. Rồi các thứ rồi lắp điều hòa nữa ở cái ngoài phòng nhà mình. Ồ, mình nghe mình đã sợ luôn rồi. Là phải mất tầm 40-50 triệu nữa. Các bạn bảo bây giờ mình không còn để ra được bao nhiêu mà bảo là xoay 40-50 triệu. Trong khi mình vẫn còn đang nợ tiền mua xe chưa trả hết. Thế thì các bạn bảo là làm sao mình làm được, đúng không? Không phải là cứ ai nói gì là mình cũng phải làm theo, ai nói gì cũng nghe. Mình phải lựa vào cái kinh tế của mình. Nhưng mà mẹ mình thì lại cứ nhao đi chỗ nọ, nhao chỗ kia, nghe người nọ, nghe người kia. Trong khi thì tiền thì không có. Thế là không được các bạn ạ. Bây giờ mình đang có rất là nhiều dự định, rất nhiều áp lực. Mà tiền thì mình không để ra được mấy, cho nên là mình rất áp lực. Bây giờ mình chi tiêu nó phải lựa theo cái kinh tế của mình, chứ không phải là vì muốn đẹp, vì muốn nhanh mà lại đi vay mượn xoay tiền để mà làm. Mình không thích như thế. Cái gì tự làm được thì làm, chẳng làm sao cả. Nếu mà hết đến 5-10 triệu nhưng mà nó đẹp, nó đẹp là bởi vì sơn được cái nhà nó đẹp thì nó lâu bền không nói, nhưng mà nhà của mình nó không ra cái gì cả. Bây giờ là vữa thứ nó bục hết rồi. Bây giờ có quét vôi ve lại thì cũng 3 ngày nó lại bẩn thôi. Cho nên là không cần thiết phải chi như vậy. Hôm qua thì lại hỏng thêm cái máy giặt nữa. Cái máy giặt này mình nó bị tắc. Là hiện tại nó đến cái chu trình mà bắt đầu vắt ấy các bạn, là nó dừng, nó báo lỗi, nó không có xả được cái nước ở trong cái bồn giặt ra. Thế là nó không có vắt được. Thế là nó dừng lại luôn. Mà mình đang loay hoay tự sửa đây các bạn, xem là nó hỏng cái gì mình sẽ tự sửa để tiết kiệm. Bây giờ thì còn tiền đâu? Tiền không có. Cái gì cũng thuê thợ, cái gì cũng gọi người, tiền đâu ra các bạn? Thành ra là mấy cái nó dồn vào mình. Thế là mình rất là áp lực. Thời điểm này mình rất là áp lực. Và mình cũng đã quyết định dừng làm về các chủ đề bình luận người này người kia, để mà tránh cái việc là thị phi trong xã hội, cho đỡ đau đầu các bạn ạ, cho nó nhẹ đầu. Mặc dù làm về các cái chủ đề cá nhân như này thì chả có mấy ai xem cả, nhưng mà thôi chả sao, cho nó nhẹ đầu các bạn ạ. Và từ năm ngoái đến năm nay mình đã tốn với cái việc là viện phí của bố mình rồi thuốc thang hàng trăm triệu rồi các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, bệnh tật mà nó tự dưng nó kéo đến thì không sao, nhưng mà bệnh tật này là bệnh tật do bố mình uống bia rượu nhiều, ham mê nhậu nhẹt. Thế bây giờ mình là phải gánh chịu hết đây các bạn thấy không. Năm nay mình mới có 32 tuổi thôi mà mình đã phải gánh bố mình 62 tuổi bị tai biến, tháng nào cũng hết hơn 3 triệu tiền thuốc. Đấy các bạn, đi làm một tháng nào cũng hết hơn 3 triệu mà chỉ có mất cho cái tiền thuốc, các bạn có thấy xót ruột hay không? Nhiều lúc mà mình rất là chán, mình đi làm rất là chán.
bởi vì không có để ra được bao nhiêu cả, mình rất là chán. Một năm thì các bạn đi làm được để ra được mấy chục triệu, đây mà mình đã mất đến tận mình mất đến tận 40 triệu riêng tiền thuốc cho bố mình thôi. Thế các bạn nghĩ xem là có chán hay không. Bây giờ trong số các bạn xem kênh của mình có bao nhiêu người đi làm công ăn lương mà một năm các bạn để ra được trên 40 triệu nào, các bạn giơ tay cho mình nào. Đấy mà mình lương cũng không có cao hơn các bạn mà mình đã phải chịu cái áp lực thuốc thang như thế, thì các bạn thử hỏi là mình làm sao mà thoải mái đầu óc được. Bây giờ người nọ bàn làm cái này, người nọ làm bàn làm cái kia cho nhà đẹp, nhưng mà làm xong là lại phải vay mượn, rồi lại còng lưng cho trả nợ. Mình không có muốn vay mượn nữa, mình rất là mệt rồi, bây giờ mình rất là mệt rồi. Mình chưa trả hết tiền xe, mình muốn trả hết tiền xe cho nó nhẹ đầu đã, để rồi mình mới làm sang cái khác. Mà đã nói về sửa sang nhà cửa hay là sắm sửa đồ đạc, trong gia đình thì mình không bao giờ mình vay mượn các bạn ạ. Mình có tiền mình mới làm, mình không bao giờ vay mượn. Bởi vì vay mượn những cái thứ đó nó không có đáng. Ừ, các bạn thích đẹp, thích xịn đúng không? Các bạn vay thỏa mãn cho các bạn, nhưng mà rồi nó có giải quyết được vấn đề gì không? Bây giờ mình nói ví dụ như, như là bố của mình nhé. Nó đam mê, ngày xưa cứ đam mê âm nhạc, mua loa đài thay liên tục, âm ly loa đài đấy, cứ mua rồi thay liên tục. Nhưng mà để giải quyết vấn đề gì đâu, cái đó nó chỉ là cái giải trí thôi các bạn ạ. Rồi hát hò karaoke chỉ là cái giải trí, nó không cần thiết. Chúng ta đầu tư 1-2 triệu vào cái đó là xong, là đủ rồi. Không cần thiết phải đầu tư quá nhiều tiền mà trong khi thu nhập ấy không có để ra được bao nhiêu, nhiều khi còn phải vay mượn để mà chơi loa chơi đài. Thế như thế là cái nước đi sai lầm rồi. Và bố mình đi làm đi, bao nhiêu năm rồi có để ra được bao nhiêu đâu. Không có để ra được mấy đồng rồi các bạn ạ. Cứ làm 2-3 ngày, một ngày gần như ngày nào cũng đi uống bia, thì làm sao mà để ra được. Mình đây đi làm đây cả năm rồi, xếp cho đi liên hoan được 2-3 lần thôi, không nhiều đâu. Phải như thế thì họ kinh doanh mới có lãi các bạn ạ. Chứ bây giờ suốt ngày đi cho nhân viên đi ăn đi uống đi nhậu đi hát thì làm sao mà lãi được các bạn. Thuê người làm là phải có lãi chứ đúng không. Cho nên mình khuyên các bạn là đi làm các bạn phải tiết kiệm, cắt hết những cái chi phí phát sinh linh tinh ra, cắt hết đi các bạn ạ. Không có bổ béo gì những cái thứ bia rượu đâu. Đấy, nhìn vào tấm gương bố mình đây, 62 tuổi nó đã tai biến mạch máu não rồi. Đấy, còn cái ông ở gần nhà mới có năm mấy tuổi cũng tai biến là chết rồi kìa. Ngã cái là chết luôn, ngã cái có ông nào nâng dậy cái là thôi chết luôn, đứt vỡ mạch máu não chết luôn. Đấy, cái tai biến mạch máu não là đã bị ngã, đã bị đột quỵ thì phải cho nằm yên. Mà các bạn thấy là nghệ sĩ Công Lý đấy cũng bị tai biến đấy, có năm mấy tuổi là đã bị tai biến và bây giờ đang phục hồi là nói được rồi đấy. Nhưng mà nói thì nói, nhưng mà đầu óc mình thấy là không còn được như ngày xưa nữa rồi. Các bạn hôm nọ xem mình xem một cái video mà chú Công Lý chú ấy phỏng trả lời phỏng vấn ấy. Đấy, chú ấy lên cái talk show nói chuyện, cái cảm giác mình không hiểu được cái nội dung chú ấy nói như nào cả. Nói rất là vụn vặt và nói kiểu nó không vào được cái trọng tâm, gần như là chú ấy không còn tư duy được như ngày xưa nữa đâu. Thành ra là đấy, các bạn thấy cái tai hại của đột quỵ tai biến chưa. Bây giờ các bạn đi làm mà các bạn không để ra được mấy, các bạn cứ tập trung vào ăn nhậu hưởng thụ, rồi đầu tư vào những cái thứ nó không làm ra tiền, loa đài cái thứ đó nó không làm ra tiền, nó chỉ là giải trí. Đầu tư nhiều vào làm cái gì? Bây giờ như mình đây mua một cái xe hơi này, các bạn mua cái xe hơi thì nó cũng có để giúp cho các bạn làm ra tiền, chứ không phải nó là cái tiêu sản đâu các bạn. Nó phục vụ cái công việc của các bạn và gia đình của các bạn rất là nhiều.
mình đã phân tích rồi, khấu hao một chút, khấu hao một chút tiền nuôi xe nó có đáng gì so với cái sức khỏe, cái an toàn của các bạn và gia đình. Bây giờ các bạn đi ô tô để mà chấn thương sọ não các thứ rất là khó đúng không? Nhưng mà đi xe máy thì ngã đơn giản cái là có thể chấn thương sọ não rồi. Thế là gần như cả năm nay mình ở nhà mình không có nói chuyện với ai cả. Mình quá áp lực, mình không buồn nói chuyện với ai cả các bạn ạ. Những thằng khác cái tầm tuổi mình đây, có thằng nào là phải bị, ít thằng là phải bị chịu những cái áp lực như mình. Rất là ít. Bình thường chúng nó còn được bố mẹ chúng nó hỗ trợ thêm cho. Còn mình thì không được hỗ trợ thêm thì thôi, còn mất thêm. Tất cả là xe, là điều hòa, máy giặt là mình mua hết. Thành ra là trước khi nghĩ tới những cái việc mà mua những cái đồ giải trí cho bản thân thì hãy nghĩ tới cái điều đầu tiên các bạn, là vun đắp cho gia đình các bạn đầu tiên. Hãy nhắm tới những cái mà dùng thiết yếu hàng ngày, thay vì hướng tới những thứ như là karaoke, loa đài giải trí, tivi. Thiếu cái tivi không có chết được đâu các bạn ạ. Thiếu cái loa cũng không có chết được đâu. Nhưng mà thiếu máy giặt, thiếu tủ lạnh, thiếu điều hòa, thiếu bình nóng lạnh, thiếu nhà vệ sinh, có nhiều nhà không xây được nhà vệ sinh đâu. Nhà mình cũng mãi mới xây được cái công trình khép kín, rất là nản luôn đấy các bạn ạ. Những cái thứ cần thì không đầu tư, nhưng mà lại đầu tư vào những cái thứ nó không cần thiết. Ví dụ như cái con xe tay ga của nhà mình, cách đây 10 năm bố mình mua. Nhưng mà bố mình đã có một cái xe máy khác rồi, thì bố mình mua để làm cái gì? Trong khi nhà vệ sinh hồi đấy còn chưa có khép kín. Nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp toành toàng. Cái số tiền 40 triệu mua tay ga đó đủ để xây được cái nhà vệ sinh khép kín. Nhưng mà bố mình không làm, lại đi mua cái xe máy rồi để trong nhà cả năm rời đi được có vài lần. Mua làm cái gì à các bạn? Thành ra nhiều lúc mình nghĩ rất là nản, rất là buồn, rất là tủi thân đấy các bạn. Rồi mình có đợt nhiều người thấy mình lái ô tô thì cứ bảo rằng là xe được ông bà già mua cho, rồi thằng này vênh váo rồi nọ kia. Xin lỗi các bạn, mình không có được một cái gì. Các bạn cứ nhìn nhà của mình đi là biết được là gia cảnh nhà mình thế nào ngay. Đừng có nghĩ là cứ đi ô tô là nhà phải giàu có, bố mẹ phải giàu có mới có, thì thằng con mới có ô tô để đi. Không các bạn ạ, nhà mình rất bình thường. Mình mua ô tô để mình phục vụ cho công việc của mình, và cũng phục vụ gia đình rất là nhiều chứ, có phải là mua cho bản thân mình đâu. Mình không bao giờ có những cái thú chơi mà vô bổ, mà tốn tiền cách vô bổ. Ví dụ mua cái xe về mà đi cả năm giờ đi được vài nghìn cây số, đúng cái xe máy nhà mình ngày trước, một năm đi chắc là may ra được nghìn, hơn nghìn cây số. Trong khi cái ô tô của mình đây, một năm là mình đi đến tận 20.000 cây số, nhiều gấp gần 20 lần so với cái xe máy ngày trước. Thực ra cái xe máy hồi đó bố mình mua rất là phí, để không rất là nhiều ngày và chuột nó còn vào làm tổ luôn. Đây rất là phí các bạn ạ, nó không cần thiết. Mà là hồi đó nhà mình cần cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm, nhà bếp khép kín, chứ không phải cần những cái kia. Nhiều lúc ấy, nhà mà chưa xây được cái đấy, các bạn hình dung cái nhà vệ sinh cổ ngày xưa các bạn bè đến rất là ngại.
đấy. Nhưng mà bố mình thì nói rất là ngang, bảo là bảo tao đéo cần, kệ tao đéo cần, tao đéo ngại, tao thấy thì thua rồi. Và phải đến mãi 2016, 2015 nhà mình mới làm. Trong khi những nhà khác thì họ làm từ cách đấy hàng chục năm rồi. Mình những cái mà cần thì mình sẽ đầu tư. Và bây giờ mình chỉ đầu tư vào những cái mà nó phục vụ cho đời sống và phục vụ cho sức khỏe này, cho công việc này, để kiếm được ra tiền. Chứ bảo mà mình mua một cái cặp loa đến hàng chục triệu đồng thì mình không bao giờ mình mua đâu các bạn ạ. Nói chung là đấy là những cái sai lầm của mình. Và bây giờ bố mình là tự mà ngẫm lại, tự mà ngẫm lại cái quá khứ ngày xưa. Bây giờ ngẫm lại cũng chẳng để làm gì rồi. Thế nhưng mà cũng tự ngẫm. Bố mình bây giờ ở nhà chơi suốt, có đi làm được gì nữa đâu, bây giờ tai biến rồi, đi lại được là may rồi. Thế nhưng mà mình bây giờ phải chịu rất là nhiều áp lực. Áp lực đến cái mức mà mình về nhà mình không nói chuyện với ai cả, các bạn phải biết. Mình không nói một câu nào, mình không muốn nói chuyện. Mình không muốn nói chuyện, rất áp lực. Mình đi làm nó rất mệt mỏi rồi. Mình làm YouTube này để phục vụ cho cái việc kiếm thêm thu nhập. Mặc dù là nó chả được bao nhiêu cả các bạn ạ. Mà cứ hy vọng thôi. Cứ làm chia sẻ ngày qua ngày, hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó kiếm được ít tiền để mà trang trải. Qua cái tấm gương của bố mình thì mình đã rút ra được những cái bài học như sau. Không có ham mê nhậu nhẹt, bia rượu. Không có ham mê chơi những cái thứ mà nó không cần thiết. Loa đài, cái thứ xe cộ, thứ nó không có cần thiết. Thừa thãi ra thì không có chơi. Mua để đủ dùng thôi là được rồi. Hôm nọ bố mình nhé, các bạn biết không, tai biến không nói được mà còn đặt mua trên mạng, xem YouTube và đặt mua trên mạng một cái loa hơn 1 triệu. To tổ bố ấy, to như này, đặt ở đầu giường. Một cái loa nó chiếm chỗ gần bằng một người nằm, đặt ở trên giường. Đấy nhá các bạn, thấy không, tai biến rồi mà vẫn còn ham mê loa đài như thế, trong khi là nhà có 2 cái loa to nhưng mà không nghe, lại mua thêm một cái loa bé để làm cái gì hả các bạn? Mình không hiểu nổi luôn. Bố mình quá ham mê vào những cái thứ đó, trong khi thì nhà cửa thì không có đầu tư, không có đầu tư làm mới cái nhà cho nó đẹp. Mình không bao giờ như vậy các bạn ạ. Cái thứ hai là phải tiết kiệm. Tiết kiệm để về già các bạn có cái tiền nghỉ hưu, hoặc là có cái tiền mà trang trải nếu mà gặp phải cái biến cố nào đấy. Thì hãy tiết kiệm ngay từ khi các bạn còn trẻ này, tích lũy tài sản đi các bạn ạ. Chứ không mà đến tay con cái nó khổ của nó ra. Các bạn đi làm đóng bảo hiểm xã hội thì sau một vài chục năm cũng có lương hưu, cũng có mấy triệu một tháng. Đấy, rồi các bạn có thêm tiền tích lũy nữa thì lúc đấy thì chả phải nhờ đến con cái, không phải giúp chúng nó làm may, đúng không? Không phải hỗ trợ, không phải giúp con cái làm may, nếu mà nó tự lập được là may quá. Nhưng mà đây đấy, mình đây vừa phải tự lập mà mình còn vừa phải chịu cái áp lực đấy, bệnh tật của bố cũng như là sau này là của mẹ mình. Thế các bạn bảo mình như thế, mình không có áp lực, mình không có stress, không có căng thẳng đầu óc mới là lạ. Rồi, chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã vào đây lắng nghe, theo dõi. Chủ đề như này nó khá là nhạt các bạn ạ.
nhưng mà biết làm cái gì bây giờ. Hy vọng là có một cái góc nhìn nào đấy về cuộc sống cho các bạn, chia sẻ với các bạn cho đỡ buồn. Nhiều khi cuộc sống áp lực quá, chả có ai chia sẻ thì mình chia sẻ trên này cho nó đỡ áp lực. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.